xin chào anh em. Hôm nay thì mình lại tiếp tục mang đến cho anh em một clip review một bộ trang phục nữa của thần tượng võ thuật Lý Tiểu Long anh em ạ. Đây. Rồi, đã là Lý Tiểu Long thì chúng ta phải vào gọi là đại hội võ lâm rồi anh em ạ. Rồi ôi, trông nó chạy này. À. Còn một thằng bắn M249 ở trên đây nữa. Bạn còn đạn không bạn ơi? Chết đi bạn ơi, mình xin khẩu M249 nhá. Ui, có quả bom, có quả bom. Ồ, má con cá. Tí nữa là tèo rồi. Đây, thằng áp bom. Thằng áp bom mình vừa nghe thấy nó chạy ở phía dưới chân mình rồi. Ui. Ui, dân chạy loạn anh em ơi. Ui rồi, ổ nghiện. Ôi dồi ôi, phê thế nhở, ba mạng luôn. Từ, mình thay súng khẩu Bison rồi mình gạt hết anh em ạ. Ôi dồi ôi, toàn thịt là thịt thôi. Thịt. Rồi, hợp lý. Cái gì chứ boss là cứ phải gọi là ăn ngay với lại mấy thanh niên chạy loạn ở ngoài đồng là cứ phải gọi là gạt hết anh em ạ. Chạy đi đâu đây? Mình sẽ bắn hết cái đạn của khẩu súng Bison đi để lấy khẩu thông sơn anh em ạ. Rồi, êm rồi đấy. Mình nghĩ là bây giờ chỉ còn một team ở bên kia nữa thôi. Bởi vì thấy tiếng súng nó cũng vãng đi rồi ấy. Đây. Nhờn này, chạy như là gọi là chỗ không người thế này thì chết. Bom tới không? Cứ thử đáp đi. Đằng nào thì mình cũng nhiều bom mà. Đây, một trái lửa nữa này. Từ nhá, mình phải đi kiếm cái móc đã anh em ạ. Nhớ ở bên đấy đông mà mình không có móc là khó đào tẩu lắm. Ồ, có khẩu honey này. Lấy luôn. Cái thằng bắc ghê nó cứ lượn qua lượn lại nhở. À đấy, đấy, nó lại. Mình không hiểu cái mục đích của thằng đi bắc ghi luôn đấy. Đấy, thì ngày hôm qua mình đã review cho anh em một bộ đồ của Lý Tiểu Long rồi đấy. Bộ đồ cyber ấy. Đấy, thì cá nhân mình ấy thì đây là bộ đồ rẻ nhất của cái nhân vật là Lý Tiểu Long. Đấy, huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Nhưng mà đây cũng là một bộ đồ mà theo như mình thấy nó đi sát với nhân vật Lý Tiểu Long cũng như là nó ấy ơi. Má con cá đang thuyết trình về Lý Tiểu Long. À thôi té. Ui, nghe tiếng chân. Ui, nghe tiếng chân. Bọn này đông lắm anh em ạ. Từ đã nhá. Ai. Bình tĩnh đi bạn ơi. Đấy, thì nói qua về bộ đồ này là bộ đồ rẻ nhất cũng là bộ đồ mình thấy sát nhất và đẹp nhất về cái hình tượng của Lý Tiểu Long anh em ạ. À, nó đông thế này. Bọn này phải có 3 thằng là ít anh em ạ. Đây nó đang ở đoạn giữa này. Nó mà đi ra cái chỗ thềm này là mình tiễn vong luôn. Bọn này người đông nhưng mà nghe vẻ nó cũng bắn cẩn thận. À đây rồi. Bố đời lao lên. Chết một thằng. À đây, một thằng đằng sau này. Một thằng đến cứu nó, chắc chắn là cứu rồi. Để mình đáp cho nó quả lửa là nó đi thôi. Chết. Vãi cả nồi. 4 thằng. Thôi xuống đây luôn anh em ạ. Chứ đường bay này mà bay về khu sự kiện cũ thì xa lắm, không bay được. Tận 1.500 mét cơ. Đây, khu này cũng có người này. Kia rồi, con UAT. Không biết là có phải con UAT chuồng lợn không anh em nhỉ? Nếu mà UAT chuồng lợn, úi, có thanh niên nằm ở trên mái nhà luôn. Ừ, bạn chết. Ui, con thanh niên đang nhặt đồ. Ấy, ôi thôi xong rồi, tượt xuống dưới rồi. Ngu người. Nguy hiểm thế. Không được rồi anh em ạ. Ui. Mày. Ui. Tôi. Gạt ạ. Ui dồi ôi. Nó đông phết đấy anh em ạ. Thôi bình tĩnh, mình bơm máu đầy lại đã. Một thằng viền, một thằng trên nóc, với một thằng ở khu giữa nữa. Có khi nào bọn nó cùng một team không nhở? Vai cứt. Có khi cùng một team thật đấy anh em ạ. Rồi để tôi mình tính đã. Bây giờ móc cũng không có này. Đây. Hình như thằng kia nó đi ra cái khu nhà nằm ngang rồi. Ui móc đây rồi, bom đạn đầy đủ luôn. Tham một tí anh em nhá. Lấy xong khẩu SK này mình té luôn. Làm thêm cục bớt nữa đi. Ồ, hình như bọn này không cùng team rồi. Càng hay. Té. Ui tuyệt.
Úi ôi, tí chết này. Cái nồi nhảy tuyệt một quả thôi, một tí nữa là cụ đi chân lạnh toát rồi. Ai à? Bạn lại đùa với cả thân rùa rồi. Dạo này tôi để sơ mút 90 FPS rồi, cận chiến tôi không bao giờ có ngại như ngày xưa nữa đâu. Ngày xưa tôi để 45 FPS, tôi xử lý nó chậm, còn có cơ hội ăn tôi. Giờ 90 FPS, Tuấn của ngày xưa rồi, Tuấn của cận chiến rồi. Huống hồ tôi đang dùng nhân vật Lý Tiểu Long nữa, huyền thoại võ thuật cận chiến nó cứ phải gọi là bá đạo. Với những tình huống gọi là đầy rồi. À, đứng ở ngay sát đây thì loại dễ bom lẩy này. Ôi rồi ôi, chết chưa? Lên luôn, tới tận nơi. Cát. Rồi, còn không? Vừa rồi mình nghe thấy 3 tiếng chân mà, cứ phải cẩn thận anh em ạ. Cẩn tắc vua ai nấy. Honey này, M4 này, mình lấy M4 rồi. Trận này mình sẽ cầm combo M4 với cả khẩu UMP anh em nhé. Mình chắc chắn là còn một thằng nữa. Chưa hết được đâu anh em ạ. Nhưng mà cứ phải chắc chắn đã. Đồ đạc là phải đàng hoàng. Hay nó chạy rồi nhở? À đây 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 đây. Đấy đấy, tiếng chân nó đấy. Hình như nó ở trên nóc anh em ạ. Ồ, nó nhảy xuống rồi. Ôi dồi. À đây đây đây. Hình như đây rồi. Mày. Nhảy, đứng im thì không đứng im lại còn nhảy nhót với chúng tôi. Nhảy thì là gây tiếng là chết rồi. Ô, con trùng lợn anh em ạ. Đúng con xe mà mình có skin của Lý Tiểu Long luôn. Hợp lý, tí nữa tiện thể review bộ đồ Lý Tiểu Long này. Mình review luôn cả con xe Brutney luôn. Cũng tức là Lý Tiểu Long đấy anh em. Đấy. Hôm qua review bộ đồ Cyber nhưng mà không tìm thấy con trùng lợn. Hôm nay hên quá. Trận này nghe vẻ có tiềm năng top 1 đấy anh em ạ. Đấy. Nhiều anh em thì cứ bảo là dạo này anh Tuấn bắn ấy, em thấy khác bọt. Không phải khác đâu anh em. Tại mấy mùa trước ấy, mình tính là thôi thì mình cứ bắn gà gà đi một tí cũng được. Nhưng mà mình để HDR ấy, chậm chậm nhưng mà làm clip review cho anh em xem cho nó đẹp ấy. Cũng như là anh em tận hưởng được cái mức đồ họa cực đẹp của cái tựa game này ấy, để cho anh em trải nghiệm ấy. Nhưng mà có vẻ như là cái lựa chọn đấy của mình là sai rồi. Anh em vẫn thích xem những cái tình huống mà mình tạo highlight loại kia các thứ hơn. Cho nên là bắt đầu từ mùa này mình quyết định là sẽ quay trở về với cả Smooth anh em nhá. Một khi đã quay trở về Smooth là không tập được HDR nữa đâu. Tập HDR anh em biết tôi tập bao lâu rồi đấy. Nào, cho anh em xem gọi là chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con UAT Lý Tiểu Long. Rồi, anh em nhìn đầu xe kìa, đẹp không? Rồi, bọn ở trong tháp nó vừa giết một team đẩy tới rồi. Nhưng mà nó vẫn cẩn thận lắm anh em ạ. Không tìm được cơ hội để bắn nó. Ngoài cái cơ hội này. Ôi, không chết luôn ạ. Và đấy mình thấy cũng hơi lỏng tay một tí. Nếu mà cứ ngồi đây đợi. Ồ, bọn nó vẫn đang bắn nhau này. Hình như là bọn ở tháp bị team kia bắn khẩu AMR. Ui thế đây là cơ hội của mình rồi. Trong lúc hỗn loạn mình tới luôn anh em nhá. Tới luôn. Ôi. Hình như cái team đẩy tới là team Việt Nam hay sao ấy. Ôi bị sấy chết rồi hay sao ấy. Càng thêm gọi là lý do để tôi á đù mày. Ôi dồi ôi, đúng lúc mình tới thì nó chạy đi ạ. Bom không tới được anh em ạ. Để mình đu cái dây xích vào chỗ này bắn vào. Ôi đúng lúc lại lên sớm mốc chứ. Ô hình như nghe thấy tiếng ở trên lóc. Hình như chắc chắn là trên nóc có người. Đúng rồi, trên nóc có người anh em ạ. Thế thì có thể là hai thằng ở dưới, một thằng ở trên. Ồ, vẫn là hai team à? Ô thôi sao? Thế là ông Việt Nam chết luôn rồi. Có khi nào ông ở trên này là... À không, không phải. Team Việt Nam là team công mà.
Trên này chắc chắn là không phải team Việt Nam rồi. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cục một cái, nghe cục một cái rồi. Ơ? À, nó ở cái viên ngay cái tầng của mình rồi. Thằng này đu dây xuống rồi. Đây, nó đu dây xuống đây này. Ghê nhờ. Đây, từ từ. Bọn này nó sẽ công. Ui, tiếng chân đông phết đấy anh em ạ. Không phải đùa đâu. Ui, tiếng chân kìa. Hết từ từ, mình sẽ canh ở đoạn này là đẹp nhất này. Ô, lại có tiếng ở trên đầu. Cái thằng kia lại đu dây lên à? À, đây một tiếng ở phía dưới này. Một tiếng ở trên đầu vừa rồi này. Mới có hai thôi anh em ạ. Đây vẫn chỉ có một tiếng ở trên đầu thôi. Chết cha rồi. Ui, trên đầu mình đông thế. Ê, có khi nào nó đi thang máy không nhỉ? Ui, đu kìa. Hình như nó lên hết trên lầu rồi anh em ạ. Để mình, thế thì mình lại khe trên lầu. Ô, ở dưới cũng có tiếng này. À, phân tích cái tiếng, ái à, bắn luôn cả flare gun ạ. Nó biến cả thành lân anh em ạ. À, bọn này thích trêu đùa. Nó đang biến thành lân, nó đi ở trên mái nhà này. À, đúng rồi. Thang máy để số 6 thế kia là bọn này vừa đi thang máy lên rồi. Nào, xuống đây. Ui, anh em nghe tiếng chân với tiếng lân kìa. Dã man thật. Cứ phải bình tĩnh. Bình tĩnh tạo lên tên tuổi. Mình ấn cái thang máy cái đi xem chúng nó có bị sao nhãng không. Đây, thang máy xuống này. Nghe cái tinh một cái rồi đấy. Ô, hình như là... À, mình hiểu rồi. Vậy là trên đầu mình sẽ là hai thằng. Và một thằng nó đã lấy lân nó đi xuống rồi. À không, có hai tiếng lân, hai tiếng chân ở phía dưới mà nhở. Từ từ anh em ơi. Chuẩn luôn rồi. Nó lấy lân để nó nhảy xuống đỡ mất máu. Ui, bọn này khôn phết nhở. Chết mẹ rồi. Bây giờ là hai cụm này. Nó mà. Đây, bọn kia đang chạy xuống. Gạt luôn. Chết cha mày này. Chết cha mày này. Xuống đây. Mày xuống đây. Tao lại sợ mày quá. Ôi thôi, chết. Bình tĩnh. Đừng nóng máy mà cháy mất cái buji chứ. Ủa, lại còn có thằng cầm MG ở ngoài kia nữa. Ô, bắn cái gì đấy? Có lỗ. À, chỗ này không có lỗ nào để nhìn ra chỗ mình ạ. À, chắc lo bắn dọa thôi anh em. Đủ. Được. Mày xuống đây. Ơi già. Nào. Mày chơi. Ôi giời ơi, nó lại. Ây ô, dính lửa anh em ạ. Rồi, ok. Ui, hóa ra bọn này 4 thằng lận anh em ơi. Kinh thật. Đây. Ngố này. Đây, thanh niên đi bắt ghi tới đây. Chắc chắn là thằng cầm MG rồi anh em ạ. Thằng này nó săn mình kinh thật. Nó săn mình từ khu sự kiện ra đến khu quân sự. Xong tới đây, xong nó lại nấp ở nhà đấy. Rồi, bây giờ đã đến lúc gọi là mối thù của chúng ta phải kết thúc tại đây rồi. Nhanh không bo nó còn tới này. Nào. Á đù. Thằng này ghê gớm quá. Mày này, tao lại sợ mày quá. Nào, mày ra đây. Tao lại sợ mày quá cơ. Đây. Tao lại sợ mày quá cơ. Úi dồi ôi, nó bắn cũng đau phết đấy anh em ạ. May mà nó bắn sau đấy. Nó bắn trước toi rồi. Úi đồng thế nhở. Trên khu nhà cũng có. Mình nghĩ ở đây cũng có này. Trong cái khu nhà trong bo cũng có này. Úi dồi ôi, đang bắn nhau quá trời luôn này. Bắt buộc phải đi rồi anh em ạ, chứ không tí nữa là khỏi đi luôn đấy. Đó, vẫn đang bắn nhau cơ mà.
Tôi lên phi thẳng vào nhà nhở. Nhà đấy thì cũng ngoài bo rồi. Còn cái viền. Ấy. Đau ấy nha. Rồi. Ok, từ từ. Rồi, có backup xịn luôn. Đấy. Cái gì cái các bạn cứ thấy lổ bánh xe để cho đối phương không không bắn được vào cái gầm ấy thì là ngon. Ớt đẹp. Nó vẫn bắn được vào gầm à? Ui, còn có thằng Buggy nữa này. Rồi, thằng Buggy nó dừng rồi này. Ui. Phải giết thằng Buggy này trước. Rồi. Vãi cả nồi. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnhc.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn Hắc Xe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.